quý vị, thể thao văn hóa không chỉ là những cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở sân cỏ hay sàn đấu, mà còn là một khái niệm đa nghĩa và mang trong mình một ý niệm cao cả hơn về sự gắn bó, đoàn kết trong một cộng đồng. Thể thao không chỉ là cuộc tranh đấu giữa các đội, mà mọi người trong một xã hội, trong một cộng đồng sẽ tìm thấy được ở đó sự đoàn kết, gắn bó. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi xin được gửi tới quý vị phóng sự Tết Thể thao gắn kết cộng đồng, để thấy rằng thể thao văn hóa đã giúp cho con người tạo dựng nên một môi trường vô cùng lành mạnh. Thể thao không chỉ là giải trí, mà thể thao còn giúp cho chúng ta xây dựng, rèn luyện một xã hội vững mạnh, phát triển và đoàn kết không ngừng. Những ngày Tết đến, không khí của niềm vui và hạnh phúc lan tỏa khắp nơi, tạo nên bức tranh tươi sáng của cộng đồng. Trong bối cảnh những bữa tiệc sum vầy và những hoạt động truyền thống, thể thao cộng đồng nổi lên như một phong trào tích cực, mang lại sức khỏe và niềm vui cho mọi người. Trong những buổi sớm se lạnh của những ngày xuân, người dân trong cộng đồng tụ tập để tham gia vào các hoạt động thể thao, từ việc tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, chạy bộ, tập thiền, khiêu vũ, yoga cho đến những trận bóng đá nhỏ. Mọi người không chỉ rèn luyện cơ thể mà còn tạo ra không khí thân thiện và gần gũi. Việc tham gia vào các hoạt động thể thao cộng đồng không chỉ giúp mọi người duy trì sức khỏe mà còn tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thành viên trong xã hội. Thể thao không chỉ là một cách để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe mà còn là một phương tiện mạnh mẽ để hạn chế bệnh tật. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tăng cường hoạt động thể chất có thể giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh, từ bệnh tim mạch đến béo phì, thừa cân, tăng cân. Do đó, trong bối cảnh những ngày Tết, khi mọi người thường tiêu thụ nhiều thực phẩm, việc duy trì thói quen thể thao là một cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, thể thao cộng đồng còn tạo điều kiện để mọi người giao lưu, trò chuyện và chia sẻ niềm vui cùng nhau. Những buổi tập thể thao chung không chỉ là cơ hội để làm mới mối quan hệ xã hội, mà còn là dịp để chia sẻ tâm tư, kinh nghiệm và những ước mơ trong năm mới. Điều này giúp tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, sôi động và hạnh phúc. Chính vì vậy, trong những ngày Tết, thể thao cộng đồng không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là một phương tiện quan trọng để duy trì sức khỏe và tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. Những buổi tập thể thao ấm áp và tươi vui chính là lời đón chào tuyệt vời nhất cho một năm mới đầy năng lượng và may mắn. Tất cả các môn thể thao mà khi triển khai khi là phát triển ở trong các cộng đồng của người dân Việt Nam cũng như là nhân dân trên toàn thế giới, thì khi mà mọi người chúng ta chơi cùng một môn thể thao thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các câu chuyện chia sẻ, từ trang phục cho đến trang thiết bị cho đến các cái hoạt động làm sao để tập luyện để chúng ta nâng cao vấn đề về sức khỏe đó. Và trong các hoạt động tập luyện và thi đấu thì chúng ta thông qua các phương tiện là thi đấu thể thao, hoạt động thể thao, thì mọi người dân sẽ có được quyền trao đổi, chia sẻ với nhau về những tâm tư, về nguyện vọng, về những khó khăn và những thành công trong cuộc sống. Từ đó nó giúp cho thể thao, nó giúp cho cái tính cộng đồng chúng ta nó gắn kết với nhau. Thể dục thể thao không chỉ là một phương tiện đơn thuần để duy trì sức khỏe về thể chất, mà còn là một chìa khóa quan trọng mở cánh cửa tới sức khỏe toàn diện, bao gồm cả tâm hồn và tinh thần. Cuộc sống của chúng ta trở nên thịnh vượng và ý nghĩa hơn khi ta tìm kiếm sự cân bằng giữa cả hai khía cạnh này. Và thể thao cộng đồng là một cách tuyệt vời để đạt được điều đó. Trong mỗi buổi tập, mọi người không chỉ đang rèn luyện cơ thể mà còn làm mới tinh thần. Hoạt động thể dục giúp giảm stress, lo lắng và tăng cường tinh thần lạc quan. Đặc biệt, khi tham gia cùng cộng đồng, mọi người có cơ hội chia sẻ năng lượng tích cực với nhau, tạo ra một không khí tích cực và tràn ngập niềm vui. Thể thao không chỉ là một phương tiện giải trí, mà còn là động lực mạnh mẽ đằng sau sức khỏe và hạnh phúc trong cộng đồng. Bằng cách tham gia hoạt động thể thao cộng đồng, con người không chỉ cải thiện sức khỏe về thể chất, mà còn tăng cường tinh thần, tạo ra một môi trường sống tích cực và năng động. Tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng không chỉ đóng vai trò là một phương tiện giải trí, mà còn là bản giao hưởng kết hợp giữa sức khỏe và hạnh phúc. Bằng cách chung tay tham gia vào những hoạt động này, cộng đồng không chỉ xây dựng những cơ bắp khỏe mạnh, mà còn tạo ra một tâm hồn lạc quan và hạnh phúc, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Câu lạc bộ của chúng tôi thì thường tham gia các hoạt động vui chơi cùng với chương trình của lễ hội, ví dụ như tham gia đá bóng cùng với việc nhảy các bước nhảy về mùa vàng, nhảy sắc phở đen và nhảy dân vũ thể thao. Thì các phong trào của chúng tôi thì cũng đều là mang mục đích lan tỏa và kích thích những người xem và hướng tới cái sự vui vẻ, sức khỏe cho cộng đồng. Thể thao văn hóa không chỉ là một sân chơi mà còn là nền tảng cho sự đoàn kết trong cộng đồng. Những giờ tập luyện, giải đấu và sự thi đấu không chỉ là cơ hội để thể hiện tài năng mà còn là dịp để mọi người cùng nhau xây dựng một tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Qua những thách thức, chiến thắng, thể thao cộng đồng không chỉ hình thành những con người thể thao xuất sắc mà còn tạo ra những kỷ niệm vô giá, làm nên bản sắc văn hóa độc đáo. Thể thao cộng đồng không chỉ là sự tương tác với cơ thể và tinh thần, mà còn là một chất xúc tác mạnh mẽ để kích thích sự phát triển toàn diện của cộng đồng. Việc mọi người hòa mình vào không gian tương tác tích cực này giúp họ không chỉ rèn luyện sức khỏe cá nhân, mà còn thấy mình là một phần trong một tập thể lớn. Sự đoàn kết và tinh thần thể thao văn hóa thúc đẩy sự liên kết xã hội, xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và không ngừng phát triển. Như vậy, thông qua hoạt động thể thao cộng đồng, mọi người không chỉ chăm sóc sức khỏe toàn diện mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một cộng đồng văn hóa, đoàn kết và phồn vinh. Ở cái tuổi thập niên, thời trai trẻ thì xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lòng căm thù giặc được trút lên đầu lê ngọn súng, nhưng vẫn tiếng hát yêu đời, tiếng hát át tiếng bom. Giờ đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về với đời thường, chúng tôi vẫn lạc quan yêu đời, tiếng hát át bệnh tật và môn nhảy đã xua tan, đuổi xa bệnh xương khớp, và môn nhảy nó được sảng khoái, được nhanh nhẹn cơ thể và sức khỏe ngày một nâng lên. Trên vùng đất Tây Bắc hùng vĩ, nơi gặp gỡ giữa đỉnh núi cao và thung lũng huyền bí, võ cổ truyền nơi đây không chỉ là nét đặc trưng của võ thuật Việt Nam mà còn là bảo tàng sống của những giá trị văn hóa dân tộc độc đáo. Đặc biệt vào những ngày xuân mới, khi những vườn đào, vườn mận khoe sắc tạo nên một bức tranh tuyệt vời hòa quyện với thiên nhiên tươi mới. Võ cổ truyền Tây Bắc không chỉ là một hình thức võ thuật mà còn là biểu tượng văn hóa, là sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Những đòn thế, chiêu thức được thể hiện tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ, chính là ngôn ngữ của con người dân tộc ở đây để bảo vệ đất đai và bản sắc văn hóa truyền thống. Những buổi tập võ dưới bóng cây hoa anh đào, hoa mận, hoa lê, với sự hòa quyện của những đòn thế và hình ảnh thiên nhiên tươi mới, không chỉ giúp người tập luyện có tinh thần sảng khoái mà còn làm tăng sức hút của võ cổ truyền Tây Bắc. Không gian bao la của núi rừng, những làn gió mát lành tạo nên một không khí rộn ràng sắc xuân, thúc đẩy người tập luyện đạt được sự hòa mình tốt nhất với bản thân và thiên nhiên. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta có khoảng trên 100 môn phái võ cổ truyền. Ở phía Bắc thì chúng ta có khoảng trên 20 môn phái. Ở miền Trung thì chúng ta có gần 20 môn phái lớn. Đó, và phía Nam thì chúng ta cũng có khoảng trên 20 môn phái lớn. Và tất cả các môn phái đó đều chung một lá cờ, đó là võ cổ truyền Việt Nam. Và từ đó tiếp tục phát huy các cái bản sắc của dân tộc người Việt Nam trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể thao và du lịch là hai lĩnh vực mạnh mẽ khi kết hợp với nhau đã tạo ra một sức mạnh mới, giúp quảng bá văn hóa độc đáo và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Trong bối cảnh này, võ cổ truyền Tây Bắc Việt Nam đóng vai trò quan trọng, là điểm nhấn tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc và độc đáo cho du khách. Võ cổ truyền là một nguồn tài nguyên vô cùng quý báu để quảng bá văn hóa Việt Nam. Những buổi biểu diễn võ thuật truyền thống không chỉ là cơ hội để du khách hiểu biết về võ nghệ, mà còn là cơ hội để họ trải nghiệm trực tiếp những giá trị văn hóa sâu sắc của dân tộc. Việc kết hợp thể thao và du lịch không chỉ giúp thúc đẩy ngành du lịch mà còn làm tăng sức hút cho các sự kiện thể thao và giải đấu. Những giải võ thuật cổ truyền tại các địa phương Tây Bắc không chỉ thu hút sự chú ý của người dân địa phương mà còn làm nổi bật vùng đất này trên bản đồ du lịch quốc tế. Thông qua sự kết hợp của thể thao và du lịch, Việt Nam không chỉ được biết đến là một điểm đến du lịch tuyệt vời mà còn là đất nước của những giá trị văn hóa sâu sắc và thể thao truyền thống. Hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trong mắt du khách quốc tế trở nên rộng lớn và tích cực hơn. Sự kết hợp giữa thể thao và du lịch, đặc biệt là thông qua võ cổ truyền Tây Bắc, đã làm nổi bật và quảng bá một cách hiệu quả văn hóa Việt Nam ra thế giới. Việc này không chỉ giúp tạo ra những sản phẩm văn hóa độc đáo để thu hút khách du lịch, mà còn làm tăng cường uy tín và hình ảnh tích cực của đất nước và con người Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Châu ấy đang khai thác rất là tốt các cái nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Sơn La và Mộc Châu. Đồng thời thì họ cũng đã gắn được các nhiều các hoạt động thể thao trong các cái hoạt động trải nghiệm của các khu du lịch của mình. Thông qua đó thì khách du lịch có nhiều các cái cơ hội để mà trải nghiệm hơn các cái hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn. Đặc biệt cái hoạt động này nó cũng có những cái tác động rất lớn trong cái việc quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người và văn hóa của Mộc Châu, của Sơn La, của Tây Bắc với bạn bè trong nước và quốc tế. Chúng tôi thấy rằng văn hóa, thể thao và đặc biệt nhất đó là cái tinh thần thượng võ của người Việt Nam phải thể hiện được bản sắc trong những cái khu nhất định. Chính vì vậy mà du lịch chính là sự thể hiện của văn hóa, sự thể hiện của thể thao và không thể thiếu được đó là cái tinh thần thượng võ của người Việt Nam. Bởi vì mỗi con người khi mà chúng ta cảm nhận được sự tự hào đó thì trong con người nó có niềm tự tôn dân tộc. Chúng tôi cho rằng việc phát triển du lịch dựa trên những cái nền tảng về văn hóa, về thể thao đó là một cái động lực rất là tốt để cho các cái sản phẩm du lịch mới cùng kết hợp với cái truyền thống đó để có thể phát triển hơn nữa. Bên cạnh đấy thì với việc gìn giữ và phát huy cái truyền thống trong thể thao cũng là trong văn hóa sẽ giúp cho các điểm đến tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ cho du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc theo dõi và biết được đến nhiều hơn những hình ảnh này. Ngày nay, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại hối hả và áp lực ngày càng tăng, việc tìm kiếm sự bình yên và làm mới tinh thần thông qua thiền khí công dưỡng sinh đã trở thành một phong trào lan tỏa khắp cộng đồng. Điều đặc biệt là, phong trào này không chỉ dừng lại ở các thành phố lớn, khu đô thị, mà còn mở rộng tới những vùng sâu, vùng xa, nơi bà con các dân tộc cư trú. Tập luyện thiền khí công dưỡng sinh không chỉ là hình thức rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối giữa con người và thiên nhiên. Điều này đặc biệt quan trọng ở những vùng quê, nơi nền văn hóa dân dụng, truyền thống được bảo tồn và phát triển. Phong cách sống độc đáo của bà con dân tộc không chỉ được giữ gìn mà còn được thể hiện qua việc tích hợp vào các động tác và trang phục trong lịch tập luyện hàng ngày. Mỗi buổi tập luyện không chỉ là sự rèn luyện cho cơ thể mà còn là cơ hội để bà con dân tộc thể hiện và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Trang phục biểu diễn không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng những nét độc đáo, riêng biệt của từng dân tộc. Những động tác tay di chuyển nhẹ nhàng kết hợp với hơi thở điều chỉnh tạo nên một hiệu ứng hài hòa, làm cho bức tranh văn hóa hiện đại đối với bà con các dân tộc càng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Qua đó, cộng đồng ngày càng nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập và phát triển toàn cầu. Thiền khí công không chỉ là một phương tiện tốt để cải thiện sức khỏe, mà còn là công cụ mạnh mẽ giúp kết nối con người với nguồn gốc và bản sắc văn hóa của mình. Với sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào này, chúng ta đang chứng kiến sự kết nối mạnh mẽ giữa con người và văn hóa, giữa cuộc sống hiện đại và giá trị truyền thống. Đây không chỉ là một hình thức tập luyện, mà còn là một hành trình khám phá và tự do bản thân, mang lại niềm vui và sự thăng hoa cho mọi người trong cộng đồng. Bộ môn thiền vài năm trở lại đây, chúng tôi đã lan tỏa và phát triển được tới không những các thành thị, mà tại vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt vùng núi như dân tộc như Tày, Lùng, Sán Chỉ, Hơ Mông, vân vân. Đương nhiên, tất cả những các vùng miền, mọi người đều có những cái bản sắc văn hóa riêng của họ. Nhưng người ta đón nhận, chúng tôi đưa đến cho người ta luyện tập những bộ môn thiền, góp phần làm phong phú văn hóa, tinh thần và đời sống cho họ. Đặc biệt, luyện tập trong bộ môn thiền thì nó không quá đòi hỏi mình ở cái không gian luyện tập quá khắt khe. Mà hơn nữa là ở những cái nơi phong cảnh, những cái nơi thiên nhiên. Trong cái sự luyện tập đó, người ta luyện tập nó đón nhận được một số cái năng lượng rất là tốt cho chính người luyện tập và nó mang lại được cho cái sự gắn kết và sự tươi trẻ trong mỗi con người chúng ta. Trong ngày Tết, việc tập luyện yoga cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng, tăng thêm ý nghĩa cho những dịp lễ quan trọng. Việc tập luyện yoga cho các nhóm cộng đồng tạo nên một không khí tích cực, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau cho cuộc sống. Từ xa xưa, yoga đã trở thành một phương pháp rèn luyện sức khỏe và tâm hồn có giá trị không ngừng đối với con người. Yoga không chỉ tập trung vào việc cải thiện vóc dáng mà còn đề cao sự cân bằng giữa thể chất và tâm hồn. Các động tác, hơi thở và thiền trong yoga giúp hòa quyện cảm giác về cơ bắp và tinh thần, tạo ra một trạng thái hòa hợp và an lạc toàn diện. Trong cuộc sống hiện đại không ít áp lực, bận rộn, những buổi tập yoga ngoài trời là một trong những phút giây giúp tinh thần thêm thư thái, bình an, lạc quan, hướng tới những niềm tin cho cuộc sống. Trên hết, yoga không chỉ là một hình thức rèn luyện sức khỏe mà còn là một cộng đồng,
nơi mà những tinh thần tích cực và sự gắn kết người với người được lan tỏa mạnh mẽ. Sự hiểu biết, tình yêu thương và sự hỗ trợ chung tạo nên một môi trường rèn luyện không chỉ vững chắc về thể chất mà còn tươi mới về tâm hồn. Trong những ngày Tết, sự kết nối trong cộng đồng yoga càng thêm phần ý nghĩa. Những buổi tập luyện đặc biệt trong không khí ấm áp của những ngày lễ mang lại sự gắn kết mạnh mẽ. Mọi người không chỉ chia sẻ niềm vui của việc tập luyện mà còn chia sẻ niềm vui của sự đoàn tụ và kết nối trong mùa xuân năm mới. Bên cạnh các cái bộ môn thể thao truyền thống, những năm gần đây, đặc biệt là bộ môn thể thao về yoga đã dần dần phát triển và lan tỏa tới từng gia đình, từng khu phố, từng ngóc ngách ở các công viên, các đường phố và các phòng tập, các phong trào tập luyện yoga rất là phong phú và đa dạng. Gần đây, cái phong trào tập luyện yoga lan tỏa ngày càng mạnh mẽ và rộng rãi hơn nữa. Đặc biệt, các em nhỏ đã dần dần tiếp nhận được bộ môn yoga vì đối với trẻ nhỏ, cái sự tăng trưởng chiều cao cực kỳ cần thiết cho với các em trong cái quá trình phát triển, thì bộ môn yoga là một trong những bộ môn cực kỳ phù hợp và rất là tốt cho các em. Đồng thời thông qua đó thì bộ môn yoga cũng giúp cho những cái người lớn cải thiện về sức khỏe và cải thiện về giấc ngủ nữa. Những buổi tập luyện thể thao trong những ngày đầu xuân năm mới không chỉ mang lại sức khỏe về thể chất mà còn góp phần lớn vào việc tăng cường trạng thái tâm trạng lạc quan của mọi người. Việc tập luyện giúp cơ thể sản sinh ra những hormone hạnh phúc, giảm căng thẳng và tăng cường cảm giác hạnh phúc tự nhiên. Đặc biệt trong không khí rộn ràng và ấm áp của những ngày Tết, những buổi tập trung cộng đồng không chỉ là nơi rèn luyện cơ thể mà còn là cơ hội để mọi người chia sẻ niềm vui và kích thích tâm hồn lạc quan. Thể thao cộng đồng không chỉ là sân chơi cho mọi người trong nước mà còn là cầu nối, kết nối những kiều bào nước ngoài, tạo nên một cộng đồng đa dạng và đa văn hóa. Việc tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao như nhảy, khiêu vũ, shuffle dance không chỉ giúp mọi người rèn luyện cơ thể mà còn là cơ hội để chia sẻ và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong không khí hân hoan của các sự kiện thể thao cộng đồng, những người tham gia không chỉ là những cá nhân mà còn là đại diện cho đất nước, văn hóa và truyền thống của từng địa phương. Việc giao lưu và chia sẻ kiến thức giữa các kiều bào và người dân địa phương tạo ra một không gian tương tác độc đáo, nơi mọi người học hỏi và hiểu biết về nhau. Qua từng động tác khiêu vũ, mỗi bước nhảy, cộng đồng trở nên phong phú và đa dạng, phản ánh hình ảnh đa văn hóa của thế giới. Hiện nay, sự tham gia tích cực của kiều bào nước ngoài trong các hoạt động thể thao cộng đồng không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho bản thân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tích cực về đất nước Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Việc mọi người hòa mình vào văn hóa và truyền thống Việt Nam qua các hoạt động thể thao không chỉ tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ mà còn lan tỏa hình ảnh của Việt Nam vươn tầm quốc tế. Tôi cũng đã hướng dẫn và giảng dạy cho rất là nhiều những học viên ở trong nước và nước ngoài. Mỗi một khóa một tháng của chúng tôi đặc thù là online, nên là học viên rất là nhiều từ các tỉnh thành với lại học viên kiều bào bên nước ngoài. Đối với bộ môn này, trong thời gian mà tôi lan tỏa thì tôi gặp rất là nhiều những cái anh chị trung tuổi, hoàn cảnh. Cái đặc thù của những người trung niên là già, cứng, chậm, yếu. Và những người này thì họ đều có cái nhu cầu là giữ gìn sức khỏe tuổi già, cân bằng lại cuộc sống và làm nhất là cái xương khớp cho nó khỏe, chân chắc khỏe. Thì cái bộ môn này rất là phù hợp bởi vì 90% các động tác là thực hành bằng đôi chân, rất là đơn giản. Và khi tiếp cận được bộ môn này sau 3 tháng thì mọi người đã có cái sự thay đổi, nhìn nhận ra bản thân mình. Thứ nhất là người sẽ săn chắc, giảm được cân, ăn ngon, ngủ kỹ hơn và vui vẻ, tinh thần thoải mái. Cộng thêm là trong cái 3 tháng vận động liên tục với một cường độ thường xuyên thì bản thân các bạn ấy đã thay đổi rất nhiều và đã có được cái chân tay chắc khỏe hơn. Mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Cũng may là cái lúc mình đang mắc bệnh thì mình biết đến cái môn thể thao, môn thể dục Superdan này. Trong lúc mình mắc bệnh thì mình đã tập và mang lại rất nhiều sức khỏe cho mình. Một là bây giờ nó đã đánh bại được cái căn bệnh của mình được đến 85%. Mình bây giờ chỉ còn 15% tế bào ung thư trong người nữa. Mình đến cái môn thể dục này cũng có sức khỏe, muốn tuyên truyền đến cộng đồng, đến những người bạn cùng có căn bệnh như mình, hãy đến với môn thể dục Superdan và sẽ mang lại nhiều sức khỏe cho mình. Trước kia là tôi cũng có học cha và học yoga
Thế nhưng mà học là toàn học mốt ở trên mạng thôi. Thế tình cờ mà tôi xem được cái chương trình này là tôi cũng một lần tôi về phép khoảng năm 2019. Tôi về phép thì năm đấy là năm Covid, phải cách ly ở trong Đà Nẵng. Tình cờ tôi mới xem, thế là tôi mới thấy cái chương trình này. Thế là tôi cũng học, tôi học mốt trên mạng thôi. Để mà học là tôi mới học được 3 tháng. Tôi thấy chương trình này rất là có ích, ai cũng học được. Tất cả già trẻ, gái trai và những người yếu mà người ta tập mà là khỏe lên. Tôi cảm thấy là học chương trình này rất là bổ ích, thì rất tự tin với lại mình. Người béo mà trở thành gầy, mà người gầy lại trở thành bình thường. Một khía cạnh quan trọng của thể thao cộng đồng là tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ và giao lưu. Những buổi tập thể thao chung là nơi mọi người có thể kết nối với nhau thông qua sự chia sẻ niềm đam mê và mục tiêu sức khỏe. Những mối quan hệ này không chỉ mở ra các cơ hội mới trong cuộc sống cá nhân, mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mọi người cùng nhau hỗ trợ và khích lệ nhau. Thể thao cộng đồng vào dịp Tết giúp xua đi những cảm giác căng thẳng và mệt mỏi tích tụ từ cuộc sống hàng ngày. Trong không khí vui tươi và hân hoan của những ngày lễ, những buổi tập thể thao không chỉ là một phương tiện để giải trí, mà còn là cách hiệu quả để giải tỏa stress và tái tạo năng lượng. Việc chia sẻ niềm vui và nỗ lực cùng nhau cho các hoạt động thể thao là một cách tuyệt vời để thư giãn và chuẩn bị tâm hồn cho những thách thức mới trong năm tới. Vì vậy, thể thao cộng đồng không chỉ là hoạt động rèn luyện cơ thể, mà còn là nguồn động viên lớn để mọi người tăng cường niềm vui, cải thiện sức khỏe, gặp gỡ và giao lưu, cũng như xua đi những căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Câu lạc bộ Superam Thái Nguyên chúng tôi có 36 thành viên, người cao tuổi nhất 82 tuổi. Chúng tôi đến đây hàng ngày đến đây luyện tập, thấy rằng là cơ thể, đầu óc được là thoải mái, sảng khoái và chân tay hoạt động đi lại nhanh nhẹn hơn và sức khỏe được ổn định hơn. Đối với cái môn này chúng tôi hoạt động thì hàng ngày đến đây gặp nhau, được kết nối các thành viên trong câu lạc bộ gồm các dân tộc và các lứa tuổi, chúng tôi đều cảm thấy rất là phấn khởi và sức khỏe ngày một nâng lên, cuộc sống đầy ý nghĩa. Rèn luyện thể thao nó như cơm ăn nước uống hàng ngày rồi, càng Tết thì càng phải rèn luyện, nhất là trong những ngày Tết này thì cái thời gian dư thừa của chúng tôi rất là nhiều, nên chúng tôi càng rất là mong muốn có những hoạt động thể thao, những cái hoạt động thể thao trên khắp mọi miền đất nước, cũng để cho các học viên của chúng tôi tại địa phương được tham gia. Đấy là một cái nhu cầu mong muốn và cũng rất thiết thực. Và đã thể thao thì chúng tôi rèn luyện hàng ngày, nên là càng ngày Tết thì tôi khuyến khích mọi người là càng phải hoạt động thể thao càng nhiều. Hiện nay, công tác bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là thông qua các hoạt động lễ hội và bản sắc văn hóa dân tộc ở mỗi vùng miền, là một nhiệm vụ quan trọng, được Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đều chú trọng và ủng hộ. Phát triển du lịch văn hóa là một cách hiệu quả để bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa. Các lễ hội truyền thống thường được tổ chức gắn với các hoạt động thể thao và quảng bá như một phần quan trọng của các điểm đến du lịch, giúp du khách và cả người dân địa phương trải nghiệm và hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc. Sự tham gia tích cực từ cộng đồng vào các hoạt động thể thao văn hóa là chìa khóa để bảo tồn văn hóa và các giá trị truyền thống. Các tổ chức cộng đồng thường được hình thành để tổ chức các sự kiện, lớp học và hoạt động khác nhau với mục tiêu gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc. Nhìn chung, bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống là một phần quan trọng của sự đồng hành giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng. Nỗ lực này không chỉ giúp giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, tự hào về di sản và lịch sử của mình. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, bao gồm cả văn hóa truyền thống về ca múa hát, cũng như là bảo tồn các môn thể thao, võ cổ truyền của dân tộc, thì thực sự có thể nói là cái điểm nổi bật của việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cái việc mà khai thác du lịch trên địa bàn của huyện Mộc Châu hiện nay. Trên cao nguyên Mộc Châu này thì 12 dân tộc anh em đã có một cái sự bảo tồn và giữ gìn văn hóa, đó là tất cả các điệu múa, điệu nhảy của 12 dân tộc anh em đã được các bà, các mẹ, các chị, các em dạy cho các bạn nhỏ khi còn trên ghế nhà trường. Và thậm chí là ngày ngày đi học về thì các bạn đã phải học các cái điệu múa, điệu xòe và những cái trò chơi dân gian và những bài võ cổ truyền. Bởi vì chúng ta, thứ nhất là chúng ta giữ gìn và bảo tồn, phát huy cái tinh thần văn hóa, giá trị văn hóa và cái tinh thần thể thao đó. Nhưng từ đó để chúng ta phải hun đúc được một cái sức khỏe, bởi vì chỉ có sức khỏe được thì chúng ta mới có được một cái sức mạnh toàn diện về thể chất, về tinh thần, và đặc biệt nhất đó là chúng ta có thể đã đem được cái sức mạnh đó để đem được giới thiệu cái tinh thần đó của Việt Nam ra thế giới. Thì cùng với cái sự phát triển của đất nước thì các môn thể thao dân tộc của chúng ta cũng có những cái bước phát triển rất là mạnh, và hiện tại thì đối với
lĩnh vực của thể thao cho mọi người. Chúng tôi đã có rất là nhiều các cái chương trình, có rất là nhiều các hoạt động để giúp cho các đồng bào vùng sâu vùng xa có thể tham gia, có thể chơi hoạt động những cái môn thể thao dân tộc mà phù hợp với điều kiện địa hình, phù hợp với điều kiện về kinh tế, đó, điều kiện phù hợp với điều kiện về văn hóa và xã hội. Đó, có những cái rất là nhiều, ví dụ như là các cái festival về thể thao dân tộc, đó, hay là những cái chương trình hội thi, hội diễn về thể thao. Đó, những cái việc đó thì được tổ chức hàng năm và diễn ra ở khắp mọi nơi, khắp vùng miền trên toàn nước Việt Nam. Trong bối cảnh nền văn hóa đang dần mất đi giữa cuộc sống hối hả, thể thao cộng đồng trở thành một chất keo, một chất xúc tác đặc biệt, hội tụ đủ mọi tầng lớp, mọi địa vị trong cộng đồng. Được gắn kết bởi niềm vui và năng lượng tích cực từ những buổi tập, thể thao văn hóa không chỉ là hoạt động rèn luyện cơ thể, mà còn là bản năng kêu gọi để mỗi người cùng hòa mình vào nhịp điệu sôi động của cộng đồng. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cao tinh thần thể thao văn hóa bằng cách tham gia tích cực, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê. Những bước chân nhịp điệu, những cử chỉ khiêu vũ và những đòn thế võ thuật không chỉ là biểu tượng của sức khỏe mà còn là nguồn cảm hứng cho cuộc sống đầy ý nghĩa. Hãy góp phần vào hành trình phát triển của cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa độc đáo của chúng ta và để thể thao văn hóa tiếp tục là nguồn động viên không ngừng, là ngọn lửa hòa mình trong trái tim mỗi người dân. Gắn kết chặt chẽ, chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mà niềm vui và sức khỏe lan tỏa, nơi mà truyền thống được bảo tồn và mỗi bước đi là một dấu ấn của sự đoàn kết và thịnh vượng. Thể thao văn hóa là không gian nơi mọi người có thể gặt hái được niềm vui, sự gắn kết và kỷ niệm. Thông qua các hoạt động thể thao, chúng ta không chỉ rèn luyện cho mình một thân thể khỏe mạnh, mà còn góp phần xây dựng nên những giá trị văn hóa quan trọng. Hãy cùng nhau tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao để cùng xây dựng một cộng đồng văn minh và phát triển bền vững. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tết Thể thao gắn kết cộng đồng và cùng hướng tới một cộng đồng thật là hạnh phúc và mang tới thật nhiều ý nghĩa cho mọi người. Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin kính chào tạm biệt.